mà chị. Rồi, ngồi vào ghế đây chị. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra nha. Rồi, chào anh ạ. Bây giờ anh sẽ giới thiệu to rõ để cho người bên đây có thể nghe được những thông tin của anh. À, anh tên là gì ạ? Trước tiên tôi xin chào MC Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Tôi tên là Lê Minh Chí, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại đang ở quận 12. Nghề nghiệp hiện tại là cho thuê nhà với kinh doanh tại nhà. Trời ơi, đã vậy cho thuê nhà nữa hả? Rồi gì nữa, anh nói cho thuê nhà với làm gì nữa? Ở nhà thì kinh doanh tại nhà luôn, mấy cái lớp xe á. Lớp xe, xe hơi hay sao không đa? Xe hơi, xe các loại luôn. Dạ, anh bao nhiêu tuổi? Sinh năm 1973. 1973 là tuổi Sửu ha anh? Tuổi Sửu, quý Sửu. Dạ, rồi mời chị giới thiệu ạ. Chào Cát Tường, chào anh Vinh, anh Trí. Em tên là Âu Thị Trân Phụng, nguyên quán, sinh ở Cà Mau. Dạ. Hộ khẩu quận 9, sống trọ ở quận Bình Thạnh và làm việc ở quận 11. Cát Tường ơi, trời ơi sao nó nhiều quận quá vậy? Nó tùm lum quận hết vậy. Hết thành phố này mình ở mới 4 quận thôi. Mới 3 quận hả? Mới 3 quận hả? Mà sao hộ khẩu ở một quận mà ở một quận là sao? Từ ở trên quận 9 xuống là quận 11. Quá xa. Bây giờ ở 11 nổi. Đang làm ở quận 11 và ở trọ quận Bình Thạnh. Hộ khẩu ở quận 9. Sao quê ở Cà Mau. Sao không ở trọ gần chỗ làm luôn mà ở trọ quận khác cái chỗ làm nữa? Kể đi xa xa cho nó vui, kẹt xe anh chút xíu. Chứ ở luôn quận 9 luôn, đi lên trên chỗ làm luôn, cần gì mà 10 giờ đêm thì bị chặn xe, lấy đồ nên không dám đi nữa. Rõ quận 9 là nhà ai dưới đó? Nhà mình? Anh hai. Là vô hộ khẩu nhà anh hai. Đúng rồi. Rồi bây giờ lên đây ở trọ là ở một mình? Ở một mình. Mình sinh năm bao nhiêu chị? Mình sinh năm 73. 73, ủa là bằng anh này luôn. Hai người bằng tuổi nhau. Trời, mà nhìn chị trẻ. Cảm ơn Cát Tường. Cát Tường cũng quá trẻ. Dạ, cảm ơn chị. Công việc của chị là công việc gì? Mình làm điều dưỡng thẩm mỹ viện quốc tế Việt Hàn. Sao anh? Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh thì không bia rượu, làm được công việc được trong nhà. Dạ. Biết nấu cơm, nấu ăn trong gia đình, dọn dẹp nhà cửa. Trời, giỏi dữ vậy. Anh đang sống với ai trong nhà? Ở nhà hiện tại là sống có một mình thôi. Anh ơi, anh có hút thuốc lá không anh? Cũng có em. Một ngày cỡ chừng 10 điếu đến 20 điếu. Trời ơi, cũng nhiều dữ, 20 điếu là một gói rồi. Anh có thể nào mà cai được ít hơn nữa không? Thì nếu mà có bạn gái thì anh sẽ giảm dần dần lại. Giảm luôn được không anh? Giảm luôn thì cũng phụ thuộc vào yếu tố bên thái nữ nữa. Có động lực thì mình bỏ được. Tại vì em rất là sợ cái mùi thuốc lá. Cái đó là sức khỏe, mình tiết chế lại từ từ anh ha. Rồi có anh có khuyết điểm gì nữa không anh? Khuyết điểm nhiều khi hay quên, hay ngủ, không cần ăn uống vậy luôn. Không biết cái đó là khuyết điểm hay là cái ưu điểm nữa. Không, cái là ngủ, mà làm công việc xong là ngủ chứ không quên có. Ăn đỡ tốn tiền anh. Nói chung là thích ngủ. Thích ngủ quá. Rồi. Mấy ông này ông nhiều khi bạn gái trên nói ông này ông ngủ không chịu làm việc nhà, nhiều khi làm bữa nay hết. Công việc hôm nay là ngày mai là hết việc. Không, ta không sợ anh ngủ không làm việc nhà đâu. Ta sợ ngủ anh không làm chuyện kia. Nó ghê. Lên chưa chân anh ngủ mất tiêu rồi. Anh phải siêng năng lên làm việc chứ anh ngủ. Nếu mà không có chuyện kia thì ăn thua cũng phụ thuộc vào bên nữ tác động mới được. Trời ơi, mình đàn ông phải chủ động chứ. Cái gì cũng bên nữ tác động hết vậy anh. Cũng phải hai người kết hợp mới được. Nhưng mà mình đàn ông mình phải chủ động. Mình phải tâm sự, phải trò chuyện, dành thời gian chăm sóc bạn gái nhanh nha, chứ ngủ hoài sao được anh ơi, cả đời để ngủ sao anh. Ngủ mấy chục năm nay rồi. Đúng giờ mới rồi, thức bây giờ phải thức chứ nha. Thức mới có vợ được nha. Rồi bên này sao ạ? Điểm mạnh điểm yếu của chị? Điểm mạnh thì rất là hòa đồng, dễ hòa đồng, vui vẻ. Còn điểm yếu thì khi đã buồn ngủ rồi thì không thể suy nghĩ được chuyện gì để mà giải quyết. Ủa, cũng ngủ nữa hả? Đừng nói hơi nhiều và là sống nội tâm. Mà sao tự nhiên hai người là coi như bên đây cũng là thích ngủ? Không sao. Sao nó hợp nhau dữ ngủ vậy ta? Ngủ để nước da nó được đẹp hơn. Ngủ nước da để đẹp hơn? Đúng rồi. Mình phải thức đi chơi ra đường người ta mới gặp mình, ta mới thấy nước da mình đẹp chứ. Nên rồi mình ngủ suốt ai thấy mình đẹp. Ngủ hoài nên nó ế tới giờ này đó. Có nhờ tới chương trình. Bây giờ cả đời ngủ rồi bên nay cũng phải thức dậy luôn nha. Đúng rồi. Hai anh chị thức dậy giùm em cái nha, đừng ngủ nữa nha. Trời ơi, đang ghi hình chỉ buồn ngủ chứ ngủ liền luôn. Chết luôn hả? Đang ghi hình buồn ngủ hả chị? Không ngủ đâu, nói vậy thôi. Đặc biệt mà ăn trưa xong cái thường thường ăn tao tới căng da bụng trùng da mắt, ăn cái ngủ luôn chết luôn à. Không sao, chắc không có đâu. Tình trường của anh sao? Tình trường thì có một mối tình năm 20 tuổi, kéo dài cũng gần 3 năm. Thì lý do chia tay là lý do là gia đình bạn gái không đồng ý. Lý do sao người ta không đồng ý? Theo cảm nhận của tôi mà quen bạn gái á, thì gia đình nó là người Hoa,
Người Hoa người ta nói tiếng Hoa. Tôi là người Việt, nhiều khi không có thiện cảm gì mấy. Đúng rồi, mình vô mình nói chuyện nhiều khi nói tiếng Hoa không à. Mình đâu có học đâu mà biết. Lúc đầu thì hai người rất là thấm thiết. Mà càng ngày sau biết có tác động gia đình sao mà, tại vì không biết ở trong gia đình như thế nào, tác động sao mà bạn gái càng ngày càng lạc. Chia tay luôn. Chia tay luôn. 3 năm trời ha. 3 năm. Nhưng mà hồi đó mới có 30 hả? Còn mười mấy năm nay tại sao cũng không kiếm được ai? Thua keo này ta bài keo khác chứ để lâu dữ vậy? Mười mấy năm nay thì đa số thì lo công việc. Tại vì cái đầu tiên thất vọng quá, không có tin tưởng vào cái tình cảm với nhau nữa. Thứ hai là môi trường làm việc cũng nam không à. Thứ ba thì cái thời gian nó không có nhiều, đi làm về cái ngủ. Mở ngủ nữa, bởi vậy coi như mười mấy năm nay là lo đi làm. Đi làm là đúng ngủ rồi, thôi. Về ngủ thôi. Cũng nhờ vậy mà mới cũng có được quen ngay. Ở ngoài chút người này kia giới thiệu chỉ uống cà phê nói chuyện rồi thấy không hợp rồi không thích nữa. Còn chị sao, tình trường mình có sao? Hai mới tình. Mới tình thứ nhất là năm 25 tuổi tới năm 30 tuổi. 5 năm? Đúng, chia tay. Sao chia tay? 5 năm mà chia tay. Gia đình bên đàn trai không chấp nhận là cưới dâu ở tỉnh. Lúc đó là mình gì kỳ á, cứ ở tỉnh rồi mình cũng đi thì mình đi lên Sài Gòn mình làm dâu thôi chứ có gì đâu. Thứ hai nữa là cái trình độ mình lúc đó thật sự là thấp. Trình độ mình thấp, trình độ lúc đó là mới có học lớp 9 thôi và làm trong ngành may. Sau khi lo gia đình xong xuôi thì mới bước vô để học bổ túc để lấy cái bằng 12 mới chuyển qua cái điều dưỡng. Chia tay nhau 5 năm rồi thì sau đó cũng khoảng 7-8 năm cũng có quen một mối tình thứ hai thì khoảng 2 năm. Rồi sao cũng chia tay. Cái mối sao này ngon lành rồi mà chia tay nữa. Tài xế. Thứ hai nữa là hình như là ảnh không có quan tâm, mình cảm nhận là ảnh không quan tâm gì hết trơn. Càng ngày cái khoảng cách mà hình như là cũng biết ảnh là có những người ở ngoài, nhưng mà thật sự cái chuyện quan tâm đó mình cũng không quan tâm. Nếu như thương thì có thể là ăn bánh trả tiền là của một người đàn ông, mình không ngại cái chuyện đó. Tuy nhiên đừng để cho mình thấy là vẫn nắm tay hay nắm chân gì đó. Nói chung là anh này cũng hơi lăng nhăng. Đúng rồi. Rồi bây giờ lý do hôm nay ai đăng ký cho anh chị tới đây? Mình nói trước nha. Dạ chị nói trước đi. Thứ nhất mình cũng đăng ký, nhưng mà lúc đó là điện thoại đập đá thì chương trình đâu có biết gì để liên lạc với mình. Qua một tour cứ tới năm 2017 mấy đứa bạn gặp lại, ủa sao chị vẫn còn ế? Chị vẫn còn ế dài tập em ơi. Cái đầu nó đưa cái số điện thoại, nó đưa bạn, nó đưa cái tụi mình, nó đưa tất cả những thông tin gì của chương trình, mình mới đăng ký. Cái 2017 đăng ký xong cái email quên mất tiêu mật khẩu, không nhập vô được. Hay quá. Rồi xong. Là cái số ế đó. Đúng rồi. Đi làm giấy chứng nhận độc thân. Rồi trên quận 9 người ta biết, thấy mặt rồi hỏi rồi. Qua hết tour. Cái tháng 5 vừa rồi đăng ký lần nữa. Chị cũng kiên trì ghê ha. Ế dài tập mà. Dạ. Phải kiên trì chứ. Phải kiên trì chứ. Hôm nay mới ngồi đây. Đúng rồi. Còn anh? Biết chương trình qua YouTube á. Cũng mới biết mạng 2-3 năm nay thấy coi mà không biết cách đăng ký thế nào. Hứng đăng ký lên trong năm nay hay sao á, thì coi cũng nhiều rồi, tập nào cũng coi, thấy thích quá. Mà cứ ngại đăng ký, thấy lớn tuổi quá không biết ai chịu không. Thôi bữa đó vui sao hứng đăng vô đại luôn coi như thế nào. Chứ được luôn. Thấy được luôn, mừng dễ sao mừng. Vừa nhận tin nhắn là mừng, báo nha, gia đình biết hết luôn. Tại gia đình ai cũng hối thúc lâu. Nhiều năm nay rồi, sao mấy cháu, mấy anh chị trong gia đình cứ kêu lấy vợ đi á. Cái đăng ký rồi bây giờ anh muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai của mình là như thế nào? Người vợ tương lai á, biết chung thủy. Rồi. Biết lắng nghe chia sẻ, biết quan tâm chăm sóc cho nhau. Dạ. Không có nhiều chuyện, ít nói càng tốt, hiền lành. Chết rồi, bên đây nãy hình như tôi nghe nói khuyết điểm bên đây nói nhiều. Thích ngủ với nó nhiều đúng không? Nãy nghe nói nhiều phải không? Nói chung là đúng hệ thì nói hơi nhiều. Còn không đúng hệ cũng không có nói nhiều. Tại sống hơi nội tâm. Rồi, ngoại hình thì muốn sao? 1m55 đến 1m65, da trắng. Rồi. Tóc sao cũng được, không cần dài ngắn. Cũng có tóc là được rồi, đừng chọc đầu. Đúng rồi, ai đầu đắm kẻ chọc đầu. Đó còn chị sao? Chị mong muốn tìm một mẫu người lý tưởng là người nói như thế nào? Nói chung là người lý tưởng thì mình cũng không có gì. Nhưng mình chỉ sợ nhất là mình sợ cái mùi thuốc lá là mình sợ. Còn nhậu thì ít thôi. Cái đó là em yên tâm. Anh là không có uống bia được luôn. Phải uống cà phê thì hút cà phê hay thuốc lá ít nhiều phải có. Trời ơi, hình gì mà nó nhiều đông người mà mờ quá sao mà tìm ra. Đây kiếm đi chị, ảnh nó chổng á chị. Có tuổi hết trơn ai cũng đưa tấm hình to đùng ha. To vậy mà tôi kiếm còn không ra nữa nè. Rồi kiếm đi, một cô điều dưỡng ở trong chổng á, tuổi bằng tuổi mình đó, mình có thể xem đi. Mừng sinh nhật ai vậy anh?
Cái đó là tụi anh qua Thái Lan đi hát karaoke với mấy bạn, không có thể sinh nhật anh đi. Đâu, nhòm thử coi cô nào cỡ, cô nào sinh năm 73. Nhiều người quá. Vàng này là thấy không có nam không rồi, mình dọn vàng trên đi, mình kiếm cô nào sinh năm 73 đi. Bên đây coi, bên này ít hơn hay là nhiều hơn, ít người hơn. Sao lựa chọn cái anh đó, lý do? Cảm nhận vậy thôi. Anh đội cái nón, anh che cái mặt rồi em cũng không nhận ra nữa. Lát em mở cửa trái tim cho chị kiểm tra. Đâu, cô nào? Tôi nghĩ là cô này. Lý do sao chọn cô đó? Tại vì cái tuổi này nó rất là đứng tuổi. Tuổi này đã đứng chạng chạng với tuổi của tôi. Cô này phải không? Đúng rồi, đứng ngay cái khung này nè. Theo dự đoán, cái khung viện quốc tế là Viện Thống Mỹ Quốc tế Việt Hàn. Xin mời hai anh chị hãy nhìn qua cánh cửa trái tim này để xem cái cảm nhận của mình đầu tiên hôm nay có đúng hay không nha. Dạ chị, anh nhìn hình anh tỏ chọn ra được chị không? Chứ hồi nãy anh chọn sai rồi đó. Đúng rồi, sai. Giờ cô nào? Mặc áo xanh đó anh. Áo xanh hình này nó tròn, em tròn lắm mà sao ở ngoài không có tròn như hình này em chụp lâu chưa? Dạ em chụp hồi năm ngoái. Đúng rồi, năm ngoái làm sao mà nhìn được. Nó thường hay rất là khác. Đúng rồi. Nãy khả hả? Khả năng này nhiều cô hơn. Cô nãy hả? Đúng rồi, áo xanh. Cái bên bảy đây nè, đây. Cô này nè. Đơn chị à. Rồi bây giờ đâu anh đó phải không? Em cũng biết phải không anh nữa. Đây. Anh đội nón đúng không vậy anh? Không. Anh đây. Áo màu rêu á. Anh đây. Đúng rồi. Đó. Hai người đều sai trái hết rồi, tặng quà đi anh ơi. Anh có món quà nhỏ nhắn dễ thương nha. Món quà này cũng hơi bự. Cảm ơn anh. Em cũng đồng thời tặng luôn thêm cái bông hồng tượng trưng cho tình yêu. À, sao tặng không tặng bông hồng thiệt mà tặng bông hồng giả? Cái này để lâu được. Em còn cái kia nó để nữa nó không ơi. Anh cảm ơn. Dạ. Quà gì vậy? Cô ra thử coi cho nhiều chuyện chút coi nè. Em nghĩ là em nhìn chắc đúng sai ảnh rồi đó. Ồ vậy hả? Vậy là quần áo gì đây nè, cô ra. Đó chắc chắn là áo sơ mi rồi. Rồi. Đúng sai không vậy? Chắc nhỏ. Đúng sáng luôn, 43. 43 luôn hả? 43. Đó, anh mở ra anh choàng vô thử em coi em đâu có tin. Ủa sao chị biết vậy? Nhìn áo bây giờ trời, Cát Tường thấy diễn viên nhiều sắm nhiều đồ mà Cát Tường không có đành cái này luôn. Trời, sắm đồ nữ thôi, sắm đồ nam chị trời. Nhưng mà không có ông xã. Không. Coi em có ông xã. Trời ơi, chương trình của Cát Tường mà. Không có cập nhật thông tin gì ở đâu ra vậy? Cát Tường là single. Ủa rồi mà tự nhiên mà. Tại sao là chị lại chọn cái áo giờ cái bự vậy? Em xin Cát Tường giờ tại 43 là mới mua mấy cái áo biết mà. Rồi giờ được, ok rồi. Ý hỏi là tại sao lựa cái áo bự vậy? Bộ trong mơ là có nghĩ cái người bự vậy đó hả? Thật sự cái áo sơ mi một người nam mà đứng tuổi, nhưng mà cả tuổi của mình thì là không ai ốm. Hay không ai ốm. Cũng rành tâm lý quá rồi, được rồi, cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria Sài Gòn để vừa ăn uống vừa tâm sự với nhau nha. Đây là món chạo tôm bọc mía ha. Món ăn này là sự kết hợp của vị ngọt từ tự nhiên, từ tôm tươi và mía lau, cùng với các loại gia vị rất là tinh tế. Anh chị dùng thử rồi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Tấn công dữ dội vô nha anh, mới lấy vợ được nha anh. Dạ em mời anh. Em mời. Em ở thành phố lâu chưa vậy? Dạ em lên thành phố là hồi năm 90, cuối năm 92. Bắt đầu em bước vô ngành may. Tới năm 2002 là hai đã cuối, gần cuối 2002 là em nghỉ trong ngành may. Em đi học bổ túc xong, trong lúc học bổ túc thì em cũng có phụ làm bán vỡ, bán này bán kia để mình nói chung là lấy tiền đắp đổi để mình học lên. Tới năm 2006 là em vô trở lại cái ngành điều dưỡng của em. Thời gian đó là em tự lập đó. Nói chung là em tự lập cũng từ nhỏ, mà tự lập thì cũng giúp gia đình. Anh mời em đi nước uống, là hai mình dùng. Cảm ơn. Em có hỏi anh gì không? Dạ em hỏi anh chút xíu thôi. Thì sao lý do anh tặng em con gấu nha? Thường anh ít có bạn gái, cho nên hồi xưa anh có quen một người đó, thấy bạn nữ, với lại anh tìm hiểu trên thông tin đó, thường nữ thì thích bông hồng với gấu bông. Yeah. Anh thấy đó là đặc trưng của phụ nữ thôi, còn những cái son phấn hay là những cái gì chút á là nó cũng nhiều, nhưng mà anh thấy đặc trưng là hai cái đó là ai cũng giống nhau hết, cho nên anh đi theo cái truyền thống xưa nay là tặng vậy. Yeah. Nên anh quyết định mua gấu bông. Yeah. Với cái bông hồng tặng. Nói chung là gấu bông thì em cũng thích, nhưng mà em thích cái bông hồng hơn.
Em thích màu hồng hơn. Coi như là hai cái nào cũng không có ngoài cái sở thích của em đúng không? Dạ đúng rồi. Biển ở trong sở thích của em là ok rồi đúng không? Dạ. Thì anh cũng vui. Em dùng với em. Dạ em cảm ơn anh, gì mà anh dùng mà. Em nếu mà quen vậy em tính chừng nào mới lập gia đình? Nói chung mà sắm tới tuổi này cũng ở kho cũng bốn mấy năm rồi, thì cái sự mà để tìm hiểu nhau như thế, thật sự em nghĩ như nếu như mà có sớm nhất chắc cũng phải 3 đến 6 tháng, đó là sớm nhất. 3 đến 6 tháng đó là sớm nhất. Mà trước giờ cho anh hỏi tí là trước giờ em chưa lập gia đình lần nào luôn à? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thật sự nó là đi quá giới hạn, là em đặt có đi quá giới hạn. Yeah. Trời ơi, khai chi vậy, thiệt tình quá trời luôn. Người ta cứ cần khai có gia đình chưa thôi. Chưa. Thì đó, được rồi, người ta hỏi tới đó thôi à. Anh thì sao? Anh đã vượt quá giới hạn chưa? Anh nói chưa, cái em chôn chung xuống bàn luôn. Anh nói chưa, cái em chung xuống bàn luôn. Có thì có rồi, nhưng không có đã hậu quả đáng tiếc thôi. Trời ơi, vậy là có hậu quả nhưng mà chưa đáng tiếc. Thôi bây giờ nè, đừng tin ảnh, phải hỏi gia đình của ảnh. Hôm nay có anh trai chị dâu đi theo. Giờ em mời vô mình hỏi thăm vài thông tin coi ảnh ở nhà anh sao, lý do gì mà đến tuổi này chưa có vợ mình phải hỏi chứ. Dạ em mời anh chị. Dạ mời vô đây luôn anh chị. Em chào anh chị. Dạ trời, anh trai nhìn phong độ quá ha, hai anh em cũng giống nhau dễ sợ. Dạ chào chị. Dạ chào anh. Em chào chị. Chào em. Dạ anh chị. Hôm nay anh chị nãy giờ mình cũng chứng kiến cái buổi hẹn hò này, thì không biết là anh chị thấy, có ý kiến của anh chị thấy như thế nào? Tác hợp được thì ok, thấy có ok đó, được đó. Anh thấy ok? Dạ. Chị nè, gái mình, đàn bà nè, mình sâu sắc hơn nè. Chị cho cái nhận xét đi chị, hôm nay chị thấy cặp đôi này sao? Thấy cũng được, tại vì chị này cũng hiền, cũng không có tật xấu gì nữa. Có tật xấu gì không chị dâu? Dạ. Không, chỉ có mỗi cái là thuốc với cà phê thôi, còn hầu như là không biết nhậu. Dạ. Ví dụ như đây là em dâu tương lai đi. Dạ. Anh cho một cái nhận xét về cô ấy như thế nào? Anh thấy cô ấy như thế nào? Dạ, cũng chân thật. Dạ. Có một cái cá tính mạnh mẽ. Dạ. Rồi như là có bộc lộ ra hết, thể hiện hết, không có gì gọi là úp không bảo dấu giếm. Dạ. Một lần dũng rồi. Dạ, em cảm ơn anh chị. Rồi em cảm ơn anh chị. Dạ. Dạ. Em cứ tâm sự. Rồi tiếp tục tâm sự. Rồi bây giờ trên tay các tường có mấy cái lá thăm ha. Mình sẽ bóc lên những cái yêu cầu trong này của chương trình dành cho mình, rồi mình thực hiện những yêu cầu trong đó nha. Mời chị, em thích chị rồi đó. Cái vụ thẳng thắn là em có chị rồi đó. Bây giờ mấy tấm thích được. Chị muốn bóc tấm nào, chị bóc một tấm một đầu thôi. Đầu tiên đi. Rồi, chị đọc lớn lên. Yêu cầu bạn nữ nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Không thuộc ca khúc nào. Bây giờ trước tiên mình cứ qua nắm tay trước đi. Nắm tay. Rồi không hát được thì đọc thơ, đọc thơ được thì tâm sự, nói gì đó cũng được nha. Mời chị qua đây. Rồi, đứng lên luôn anh, cho nó tình cảm rồi nó ra lăng xíu. Em nắm tay anh, như em hát không được, anh có hát cho em nghe được hai không? Anh chị đó. Em hát không được, nhưng mà em muốn nhờ anh hát cho em được không? Đó, giờ người ta đứng nắm tay anh xuống luôn. Nếu mà em đề nghị, nếu mà không có sự phản đối của MC Cát Tường thì anh sẵn sàng hát tặng em một bài. Rồi đưa trả cái lá bài đây, giờ nắm tay nhau hát nha. Suốt bài hát nắm tay nhau nha. Rồi. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng, anh nhìn em một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Rồi được rồi anh, cảm ơn anh nhiều. Rồi để hỏi cái đã nè, nắm tay có cảm xúc gì không chị? Nói chung là tay anh rất là ấm. Rồi mời anh bóc một lá bài. Rồi đọc lớn lên coi gì anh. Bạn nữ hãy kể ra ba bí mật chưa từng kể với ai. Đó, hồi nãy ta hát cho mình rồi, bây giờ tới phiên mình. Em kể ba bí mật nào mà em chưa từng nói với ai hết á. Bí mật giờ nói với anh với là... khán giả này. Có thể chưa từng nói với ai nhưng nó hết hết cả nước rồi đó. Thứ nhất là em không dám ghi nhật ký.
Cũng hồi năm hồi 16, 17 tuổi từ ở quê mà lên phụ việc cho trên nhà cô thì ghi nhật ký đã bị phát hiện. Ai phát hiện? Mấy con của cô phát hiện xong về điện nhắn viết thư la cho ba một chạch, ba la ngược trở lại. Thứ hai là khi mình gửi thư về cho gia đình thì bị ở nhà cô xé thư ra coi. Thứ ba, lúc trước hồi nhỏ, lúc hồi năm 16 tuổi á, là cũng bị phỏng hết nửa người á. Thật sự là bị phỏng hết nửa người, giờ cái sẹo vẫn còn đây. Và hứa với lòng thật sự, hiện tại là không bao giờ viết nhật ký nữa. Viết xong có thể là mình giải bài tâm sự ra đó, viết xong sẽ bỏ luôn. Có nghĩa là sợ người ta phát hiện ra những cái chuyện riêng tư của mình. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra bây giờ mình không viết nhật ký cũng được. Nhưng mà trong cuộc sống mình cũng nên có một vài cái người thân tình để có cái chuyện gì mình tâm sự, mình sẽ đỡ, mình vơi đi được, cảm thấy thoải mái hơn. Đúng, các Tường nói đúng. Phải có một người bạn tri âm, tri kỷ đó, hay là một người chồng tương lai chẳng hạn. Thời gian trên đây thì nó sẽ có hạn thôi. Bây giờ em cho anh chị một cơ hội nữa. Ngày hôm nay có duyên mình mới gặp nhau. Thì bây giờ anh chị hãy nhìn nhau 30 giây. Rồi mỗi người hãy dành cho đối phương một điều gì đó, một câu gì đó mà mình cảm thấy mình muốn nói với nhau ngay giờ phút này. Rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hẹn hò hay không. Anh Trinh nói chứ nha. Thì coi như là mình cũng đã lớn tuổi, đúng không? Dù gì đến đây là cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mình. Thì theo anh nghĩ là mình cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu được thì mình tiến xa hơn. Dạ. Chị có muốn nói gì cả? Dạ, em hỏi anh chút xíu thôi. Anh quan niệm trong tình yêu như thế nào anh? Thì anh nói quan điểm tình yêu á, chung thủy, bác lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau. Rồi hai em mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm này. Mời anh chị nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của dì Tường, nếu anh chị đồng ý thì anh chị nhấn mạnh xuống cái nút, còn không đồng ý thì mình lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời anh chị đứng lên qua đây ạ. Và bây giờ là hồi nãy giờ mình mới có tìm hiểu, mình làm bạn thôi. Bây giờ mình chính thức là trở thành một cặp đôi để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Mời anh chị dành tặng nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Anh xin phép mà hôn em. Anh thấy anh trai dưới chuẩn bị cầm máy chụp hình lên rồi đó. Anh gì anh ôm anh che mặt của chị rồi ở dưới người ta chụp hình kìa. Em hãy quay mặt ra mới được. Không má, không má, không má đi. Thay má bên đây cũng được. Ghi hình đâu có được. Đó. Dạ em chào chị ạ. Dạ em là bên biên tập Bạn Muốn Hẹn Hò hả chị? Chị có thể giới thiệu họ tên, thông tin quê quán của mình với. Mình là Đoàn Phan. Mình sinh năm 1986, quê ở Quảng Ngãi mà hiện tại mình đang sống ở Vũng Tàu. Ồ, cái gì chị là cái gì Tú Anh đó? Chị tên là gì? Em không nghe không rõ. Đoàn Tuyết Hoanh. Đoàn Tuyết Hoanh đúng không? Dạ rồi, 1986, quê ở Quảng Ngãi rồi. Ủa, hiện tại bây giờ là chị đang làm nghề nghiệp gì? Mình có một cái spa. Spa hả? Spa về cái gì chị? Chăm sóc mẹ và bé sau sinh đấy. Bé sau sinh, hiện tại là chị đang ở Quảng Ngãi luôn đúng không? Hay là... Mình sinh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu ấy. Vũng Tàu rồi. Ủa rồi sao mà chị không ở Quảng Ngãi mà chị lại ở Bà Rịa chị? Mình vào đây mình lập nghiệp 8-9 năm rồi. Đấy. Dạ rồi, ok. Rồi chị cho em hỏi cái ha, mình có cái tài lẻ ca hát gì không? Mình nhảy múa hay là múa cột gì được không? Không. Đây mình học đại học tài chính kế toán ra. Xong rồi mình đi làm công ty đâu được trên 10 năm á. Xong rồi là mình nghỉ việc công ty, mình mở mình làm. Ban đầu làm tài chính kế toán ha, giờ làm spa. Rồi, nhưng mà ý chị cho em hỏi là chị có hay đi karaoke không? Trước đây thì có, nhưng mà 2-3 năm trở lại đây thì mình không hát được vì mình bị tiếng giáp á, nó hụt hơi. Bị tiếng giáp hả? Rồi, ok. Rồi, chị cho em hỏi về cái ưu điểm và nhược điểm của mình và thể hiện cái tính cách của chị như thế nào á. Chị là một người như thế nào? Chị giới thiệu sơ về chị đi. Mình hơi kỹ tính. Một
cũng vừa truyền thống mà vừa hiện đại đấy. Mình quan điểm của mình về gia đình, về truyền thống, về những bữa cơm, mình quan trọng những trao đổi tình cảm, sự gắn kết các thành viên trong gia đình đấy. Mình ưu tiên gia đình là trên tìm 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 kiếm tiền bạc. Rồi, ưu điểm của chị là còn gì nữa không? Cái ưu điểm của mình là cái gì? Ưu điểm, nhược điểm. Ưu điểm Ví dụ như là mình nấu ăn ngon không? Mình cái tài lẻ một cái gì đó, làm mình thích làm những cái đồ gì, mình giỏi giỏi về cái gì, nội trợ hay như thế nào không? Ở như cái gì đặc biệt tính cách của chị á? Mình là một phụ nữ độc lập. Nếu mà về 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 nội trợ thì mình sẽ nghĩ là mình kiếm tiền giỏi hơn việc nội trợ. Còn nhược điểm và ưu điểm của mình vừa nhược điểm vừa ưu điểm là có thể là do mình quan sát, mình hay đặt ra câu hỏi nên mình tìm được câu trả lời, kiểu như là hơi hơi đối với nhiều người thì đó là gọi là khó tính đấy, nhưng mà mình thì nghĩ là một cái ưu và nhược điểm của mình. À, rồi, nhược điểm của chị là khó tính nè, rồi mình còn cái gì nữa không? Mình hay bị là sao nhỉ, mà mình cũng không nghĩ ra mình có nhược điểm gì luôn. Mọi người bạn thì cũng hiền lành, nhưng mà mình biết là mình cũng hiền là đối với người tốt với mình thôi, còn tốt với mình thì mình cũng không hiền lại. À, rồi, ok. Rồi, chị cho em hỏi ha, rồi giờ, hiện tại bây giờ chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, tình chiều của mình á? Hiện tại vừa hai đứa con Ly hôn hả? Mình ly hôn được bao lâu rồi? mình ly hôn xong là mình vào đây được 8 9 năm rồi. Nhưng mà cái mối quan hệ đó là chị biết và chị quen nhau được bao lâu? Mình cưới được 8 năm thì mình ly hôn. Dưới 8 năm ly hôn rồi, có hai cháu đúng không? Bảy bảy năm Rồi chị kể sơ giùm em là sao mà chị gặp anh ấy như thế nào, rồi sao chị lại chia tay? mình đi làm công ty rồi gặp, rồi xong ảnh dính vào cá độ bóng đá trên mạng á, nợ rất là nhiều, và sau mình cũng có đưa ra lý do là nợ cũng tính tiền tỷ đấy, và mình bảo là mình đứng ra mình trả hết tiền nợ thì anh phải bỏ, nhưng mà xong cuối cùng là khi mình trả rồi thì anh vẫn cứ quay lại anh chơi. Thì mình đưa ra điều kiện từ trước là nếu mà anh chơi nữa thì mình không thể chấp nhận một cuộc sống như thế nữa, lúc nào cũng đi làm kiếm tiền trả nợ, cho nên mình quyết mình bỏ. Bảo thì mình bỏ luôn, mình rời quê, mình giảng công vào đây lập nghiệp lại từ đó. Ừ, hiện tại chị đang một mình, chị nuôi hai cháu đúng không? Đúng rồi, Là hai cháu đó là ở với chị hết. đúng rồi. Rồi, mình ly hôn được 8-9 năm rồi, thì sau có mối tình chồng đó thì chị còn quen ai nữa không? Mình cũng có một tình cũng kéo dài được vài năm. Năm ngoái thì mình quyết định từ bỏ vì Cái gì chị? Tại cái mạng lắc quá, chị ngồi gần lại chút xíu. Chị nói. mình có một mối tình sau ly hôn kéo dài vài năm đó. Khi mình vào trong này mình mới gặp người ta Vài năm là khoảng bao nhiêu năm, chị nhớ kỹ không? khoảng 4 năm. 4 năm. Rồi sao chia tay nè? Mình cảm nhận ra là thương mình, nhưng mà cái yêu thương ta là lợi dụng nhiều hơn là yêu thương. Thì xong rồi năm ngoái là mình quyết định mình bỏ. Lợi dụng chị là, đừng nói là lợi dụng về tiền bạc đúng không? Hay là như thế nào? Kiểu như là nó có hai cái dạng tình yêu. Thường thì người ta yêu là để cho đối
phương, bản thân được yêu và đối phương được yêu. Còn người này thì người ta sống hơi ích kỷ một chút, là người ta yêu là để thỏa mãn cái lòng của người ta thôi, còn người ta không cảm nhận, không hiểu cho mình ấy, không hiểu cho người phụ nữ ấy, kiểu vậy. Tức là tiền bạc thì không lợi dụng mình nhiều, tại vì mình cũng biết giữ tiền cho mình, có nhưng mà không đáng kể. Dạ rồi, rồi sau mối tình đó mình còn quen ai nữa không nè? À không, từ năm ngoái năm nay thì mình chưa quen ai. Là năm nay đó là một năm đúng không? Hiện tại ế một năm rồi. Ok rồi, bây giờ chị đến với chương trình đó, chị mong muốn mẫu bạn trai lý tưởng của chị như thế nào? Mình cần tìm một người mà tinh tế một tí, tại mình hiện tại thì kinh tinh tế nha, tinh tế chứ không phải là kinh tế, nhưng mà hiện tại của mình là ví dụ như về kinh tế thì mình đủ năng lực để lo cho hai con, mình cũng tích góp được khá để lo cho bọn nó, cho nên là mình nếu như mà tạm bợ tìm một người mà dựa dẫm vào kinh tế thì mình không tìm người như thế, nhưng mà mình tìm một người có khả năng tức là nó làm sao nhỉ, thu nhập phải cao hơn mình. Vì nếu như một người mà thu nhập thấp hơn thì về không, mình cảm giác là mình sẽ giống như là họ nói, mình cứ nghĩ là tại sao tôi có thể kiếm một tháng 5-70 triệu mà anh thì kiếm tháng 10 triệu, 15 triệu, thì cảm giác nó, đàn ông có thể nhiều hơn phụ nữ nhưng phụ nữ nhiều hơn đàn ông là nó khó sống lắm. Mình ý là vậy. Còn việc nữa là một người tinh tế, họ tôn trọng phụ nữ. Tôn trọng phụ nữ. Rồi chị cho em hỏi ha, hiện tại cái mức thu nhập của chị là bao nhiêu ạ? Mình nó không đều, có tháng thì có thể 80, có tháng thì 50, có tháng thì 40, không đều. Cao quá rồi, ví dụ như giờ kiếm thật rồi, và bây giờ chị mong muốn bạn trai là phải thu nhập cao hơn chị. Đúng rồi, mà mình thì mình cũng hơi khó tính trong cái việc chồng được ạ. Nếu ví dụ như thấp hơn chị chút xíu được không? Chứ ví dụ như có công việc ổn định là được. Ổn định là được nha. Dạ rồi, ok. Bây giờ còn về cái ngoại hình như thế nào ạ? Ngoại hình hả? Để mất thang 10 điểm thì họ cũng phải được 6 vậy thì. Vì mình cũng, họ cũng cả 6 điểm đi. Cao lùn mập ốm, chị mong muốn như thế nào? Bạn trai cao mét bao nhiêu? Cao thì không quan trọng lắm, tầm không mấy trở lên, 7-8 trở lên là đừng có thấp thôi. Còn mình cũng không quan trọng về chỉ cần người đó phúc hậu tí, tại loại là tìm một người mà biết tôn trọng phụ nữ, một người tinh tế. Nhưng mà mập được không? Ý là chị phải cho em một cái đêm với em kiếm bạn trai chị chở. Mập cũng không thành vấn đề, nhưng đừng có mập quá thôi. Ốm quá được không? Ốm quá cũng ốm quá hả? Đàn ông. Dạ. Rồi mình tìm người lớn tuổi hơn mình nha. Là vị tác bây giờ chị mong muốn bạn trai lớn tuổi hơn chị bao nhiêu nè? Cho em con số nhất định luôn đi. Nó nằm tầm từ dưới 50 tuổi và dưới 50 tuổi sao nữa chị? Ở trang tuổi của mình, cao hơn tuổi mình, từ mình là 38-37 tuổi đúng không? Thì đó bằng 38 trở lên nha. 38 trở lên đúng không? Rồi, còn quê quán thì chị mong muốn bạn trai chị ở đâu? Mình cái thuộc dạng người là không thích yêu xa. Mình thích sự gần gũi, cái tìm hiểu mà được cái thì có thể tiếp ở sau. Ở quê Bà Rịa Vũng Tàu hoặc là Sài Gòn được không? Đúng, được. Bình Dương, Đồng Nai. Nói chung là ở thành phố Hồ Chí Minh là được đúng không? Ở Lăng Cô đó là được. Dạ rồi, ok. Rồi, chị cho em hỏi là chiều cao của chị là bao nhiêu ạ? Mình 1m52 à. 1m52, dạ rồi, ok. Hiện tại thì bây giờ đây chỉ là, quên, còn hôn nhân. Bạn ấy cũng đã từng kết hôn với con được không? Được, không thành vấn đề. Chị ổn định để có thể lo cho con là được.
Dạ rồi, ok. Ở đây chỉ là một buổi casting bạn bạn muốn hẹn hò thôi. Nếu chị được vào lựa chọn vào trong chương trình thì sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sau ha chị ha. Rồi, Ok. dạ, cảm ơn chị rất là nhiều tí ạ. Ừ. Dạ, Rồi mình nói alo, một có chút nghe điểm rõ em mạnh. nói không? À, dạ. Rồi mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu À, và đường trình dạ. riêng của mình nha. À dạ, à, về điểm mạnh của em thì em cảm thấy bản thân mình là người khá là cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, cũng tính tình của em cũng thì nhược điểm của em thì có thể hơi khó tính một xíu, có sự quan sát một xíu với mọi người. Quan sát ở đây chỉ dừng ở mức là ghi nhận chứ không đánh giá. Tình duyên của em thì em đã trải qua ba năm ạ. Chính thức. Mình nói luôn cái lý do tại sao, mình chia sẻ cụ thể giùm ha. Lý do chia tay hay sao chị ạ? Đúng rồi, đúng rồi, mình chia sẻ ra về những cái mối tình đó đó. Thì để em chia sẻ mối tình gần gần nhất đi, còn mối tình kia thì là chỉ là cấp 3. Thì mối tình gần nhất thì do là hai người không có chưa cùng một cái chí hướng để mà có thể phát triển trong công việc cũng như là sự nghiệp sau này, nên là Alo. dạ alo em chia sẻ tới đó xong rồi đó chị. Dạ Ba mối tình mà bạn chia sẻ. Mối đầu tiên, mối thứ hai, mối thứ à ba. mối đầu tiên thì dạ là cấp ra trường xong thì mỗi người sẽ mơ bạn cần thì là thì em thứ ba thì có tên là thì tính toán đi hai nói chung dạ do thời gian anh thì tính cũng chưa có họ hẳn là hợp lắm nên lại dạ em chia sẻ sao dạ dạ em nghe kiểm tra cái gì chị ơi, em chưa nghe rõ cái từ sao của chị, từ kiểm tra thì em nghe được rồi. Rồi dạ em mới chuyển qua 4G rồi ạ, hiện tại ổn không chưa ạ? Rồi. Dạ rồi. Rồi, nói chung đường truyền nó cũng chập chờn quá. Rồi, thì vậy theo bạn thì cái lý do sao mà bạn bạn không tìm được người yêu mà bạn phải vào chương trình? Dạ thật ra cái này em cũng chắc là em nếu mà vấn đề nói về tâm linh thì xíu thì chắc là được gọi là người tình duyên lặng đặng. Em cũng có tìm hiểu nhiều người nhưng mà kết quả thì là không có cùng quan điểm nên là dừng lại. Cái do đó là về tâm linh, còn hướng là do là chính chính yếu nhiều hơn là nếu mà một người nào đó mà gặp em thì có thể đoán là em đã có người yêu rồi hay là em có tính tiêu chuẩn cao gì đó thì người ta lại dè chừng. Tiêu chuẩn rồi vậy nói luôn đi, tiêu chuẩn sao mà cao nè. Không không, người ta chỉ nghĩ là tiêu chuẩn cao hay là vấn đề gì đó hay là nhìn em có bạn trai hay gì đó nên người ta không dám. Với lại thường thì em sẽ ít show off bản thân mình đang độc thân, em không nói trạng thái của mình đang độc thân hay là đang có người yêu, chỉ có những người mà thân bên cạnh của em biết, chứ em không có chơi mạng xã hội nhiều, em cũng không có tương tác mạng xã hội nhiều đó. Nên là có một số người nghĩ em có người yêu thì em cũng không mặc kệ, em cũng không có giải thích chuyện đó. Mình không giải thích thì biết rồi, nhưng mà bây giờ thì mình tìm cái người như thế nào nè, mình có khó tính gì không, mình tìm sao? Em thì cũng không, thật ra nếu mà nói về có tính thì em cũng có một phần, nhưng mà nói là phần bên trong thôi, phần bên ngoài của em rất là dễ tính và rất là dễ gần gũi luôn, như em chia sẻ ưu điểm của em. Còn em nếu mà họ về mong muốn về người yêu thì đầu tiên em sẽ nói từ trên xuống dưới trước. Thì đầu tiên phải cái điều mà em đặt nặng nhất là phải là sống và làm việc tại Hồ Chí Minh giùm em, là hiện tại em đang sống và làm việc Hồ Chí Minh, em có gửi profile về chương trình đó. Là cái thứ nhất.
sống và làm việc Hồ Chí Minh. Thứ hai thì về ngoại hình thì em cao 1m6 nên mong muốn bạn nam phải cao khoảng 1m7 trở lên thôi, không có vẻ ngoài ưa nhìn, không cần quá điển trai đâu, tại em cũng rén rén với người như thế thôi, cũng không cần quá điển trai, được thì tốt, không được cũng không sao, ưa nhìn là được, nhìn vào thuận mắt mọi người là được rồi. Dạ. Ưa nhìn là cũng giống như đẹp trai rồi đó bà. Bà ơi, ưa nhìn là ngon rồi. Giữa ưa nhìn và đẹp trai là còn khoảng cách nhiều lắm. Ưa nhìn là em thấy bạn bè xung quanh em, là mọi người đều ưa nhìn hết đó. Cái ưa nhìn á, cái ấy ưa nhìn chứ nó khó kiếm hơn cái đẹp trai đó. Cái ưa nhìn là sao mới gọi là ưa nhìn, chị đúng thân, không? Thật ra em tính nói tiếp theo để mà có thể là nhìn được cái người ưa nhìn như thế nào, tại vì thật ra là nếu mà nói về tâm sinh tướng, mình nhìn cảm giác cái người đó dễ gặp, mình dễ chịu quá chị, là ưa nhìn rồi, đối với em là vậy. Chứ còn nếu đẹp trai thì có thể là em đã tìm thấy rồi, thì em cũng ráng ráng người đẹp trai lắm. Dạ. Về tính tình thì nói về tính tình đi, thì người đó cũng phải có cái vẻ bên ngoài khá gần gũi, tại vì dễ tiếp xúc hơn, gần gũi, thân thiện. Và đặc biệt là em cũng không thích một người quá gia trưởng hay là khó tính thì được, tại vì em cũng thuộc dạng bên ngoài dễ gần nhưng mà cũng hơi khó tính, nhưng mà bạn nam thì cũng khó tính không sao, nhưng mà đừng có gia trưởng là được. Dạ. Cái mức độ gia trưởng thì em nghĩ trong mỗi con người á, mức độ gia trưởng sẽ có, nhưng mà ở mức nào đó thôi, chấp nhận được, chứ không có phải áp đặt quá, gọi là áp đặt em đi A là phải đi A hay đi B phải đi B, mà hai người phải có sự thỏa thuận với nhau, không quá cái áp đặt thôi. Gia trưởng thì em tin chắc trong mỗi con người sẽ có, kể cả phụ nữ mình cũng sẽ có một phần gia trưởng à, em cũng có luôn à. Dạ. Rồi. Rồi tính tình như thế, còn cách sống thì em mong muốn tìm một người chỉ hai từ là tử tế giúp em, tử tế chân thành. Khi mà nghe chia sẻ thì chị có thể ban tổ chức có thể cảm nhận được chắc phần đó, thì tử tế chân thành và đặc biệt là không có vi phạm những cái gì nó quá đáng là được, sống lối sống ok, không cần quá lành mạnh, không em không có bắt buộc là không hút thuốc hay không rượu bia gì cả, cái đó là cái mà xã hội bây giờ người ta cũng đang có, không phải quá khắt khe, nhưng mà đừng có rượu mỗi ngày, uống rượu uống bia mỗi ngày hay là uống thuốc mỗi ngày một gói hay gì đó thì không, chỉ có cái này thỉnh thoảng thì không sao, em không có quá khắt khe vấn đề đó. Dạ. Về cuộc sống gia đình thì cơ bản là được, chứ không quá gọi là chọn quá ưu tú. Dạ. Rồi. Đặc biệt thì tổ chức nói thêm một yêu cầu nữa, thì nếu mà được thì ưu tiên giúp em là người miền Nam, hoặc là em, tại vì em không có em cách trở của em nhiều nhất là vấn đề địa lý, em cũng không thích quá nhiều di chuyển khi mà phải đi nhiều nơi quá, miền Nam được thì rất là tốt luôn ạ. Dạ. Cái đó là vấn đề thêm, tốt không được không sao. Dạ. Mình sinh năm bao nhiêu ta? Dạ em 92 ạ. Rồi cái người đó tuổi tác thì sao em? Tuổi tác thì lớn hơn em tối đa 5 tuổi thôi. Em nghĩ là lớn hơn em 5 tuổi là em thấy nói chuyện với em phù hợp, tại vì em cũng nói chuyện từng nhiều người á, thì phù hợp với em hơn. Nhỏ hơn em thì có thể là 2 tuổi là tối đa. Lớn hơn 5 tuổi, lớn hơn em 5 tuổi và nhỏ hơn em 2 tuổi là tối đa của em. Dạ. Rồi em thích ngành nghề gì không? Hay không thích nghề gì không? Ngành nghề thì nếu mà được thì có thể nói giúp em cơ bản ngành nghề thì không cần, thứ nhất là trình độ học vấn đi, thì có thể là cơ bản nhất cũng đại học giúp em, tại vì do là em cũng lên học được thạc sĩ nên là em cũng sợ là có sự chênh lệch đối với bạn thôi, cũng như thế thôi, còn được thì rất là tốt, còn không thì ổn định một xíu là được ạ. Còn không nghề nghiệp có bắt buộc. Dạ. Thì chỉ có đó là cái yêu cầu thêm thôi, được thì tốt, không được cũng không sao. Rồi. Dạ. Ok, rồi được rồi. Nếu mà em có tài lẻ gì không? Ca hát gì không? Ca hát thì không, nhảy múa thì tạm ổn, nhưng mà do gần đây mấy năm gần đây tài lẻ của em thì chắc không có nhiều đâu chị, chỉ là tấu hời thì có thôi. Nói chung cái gì lên sân khấu làm được á, cho nó vui vui. Sân khấu làm được. Chắc em chỉ nói chuyện để người khác vui, là em nói chuyện để người khác vui thôi, chứ còn mà tấu hài hoặc là còn là ca hát nhảy múa thì chắc là em không làm. Nhưng mà em thì em có cái gì gọi là khuấy động phong trào hay là nói vui thì có. Dạ em rồi, nói ok. Cười cũng cười nữa. Dạ ok em, rồi thôi được rồi, nếu được chọn thì chương trình mình sẽ liên hệ lại rồi trao đổi thêm với em nha. Dạ rồi, cảm ơn em rất nhiều. Rồi, phần cast của em xong rồi đó. Em